nữa thôi. Được. Đã lâu rồi không gặp, nhớ con lắm phải không? Nào, cha ngồi đi. À, tiểu thư à, chúc mừng tiểu thư. Lần này tiểu thư coi như nắng hạn gặp mưa rào rồi. Chú Chung, dẫn họ đi cất hành lý, xong nghỉ ngơi sớm đi. À, được, được. Đi. À, dạ. Cha, ngồi đi. À. Con đã chuẩn bị cho cha loại trà tốt nhất, cha mau thử đi. Được. À. Thế nào hả? Không tệ. Con gái à, cáo thị đó cha xem rồi, nước cờ này của con khá lắm. À, thật có chút thủ đoạn nhỏ. À. Nếu không phải như vậy, sao có thể xứng làm con gái của cha? Có điều, Mộ Dung Phong dám phát cáo thị này khiến lòng người nguội lạnh biết bao. Người đàn ông này có chút bạc tình. Cha, thực ra cáo thị này là con tiền trảm hậu tấu, ép anh ấy đăng. Ép nó hả? Mộ Dung Phong này nếu như không đồng ý, cậu ấy sẽ hủy toàn bộ báo chí của thành Thừa Châu. Con ép nó không được đâu. Nhưng không phải cha nói sau khi cáo thị này đăng ra sẽ có lợi với con sao? Vậy cha còn lo cái gì? Tạm không nói Doãn Tịnh Quyển này là thê, là thiếp, nhưng cô ta trong quân ngũ rốt cuộc vẫn cùng Mộ Dung Phong chung hoạn nạn. Trong chuyện Doãn Tịnh Quyển này, đã vì nó mà tuyệt cả con đường về sau của mình. Nó làm như vậy khiến nhiều người khiến người ta thấy ớn lạnh. Cẩn Chi à, con tuyệt đối phải cẩn thận, có biết chưa? Cha, lựa chọn của con tự có tính toán. Cha sợ là con đã nghĩ quá lạc quan. Sao có thể chứ? Con sớm đã lường trước, con đường về sau chắc chắn sẽ không bằng phẳng. Thêm nữa, còn có rất nhiều chiến dịch phải đánh. Nó sẽ là chiến dịch không thuốc súng giữa trái tim và trái tim. Con gái à, con thật sự đã lớn rồi. Cha yên tâm. Đây là hôn nhân của bản thân con tự biết phải làm như thế nào. Con nhất định sẽ khiến bản thân hạnh phúc. Đợi một lát, mọi người đợi một lát. Phu nhân, đi đường rất giả rồi. Tư thiếu đang đợi phu nhân. Mời. À, Trình tiên sinh, thật ngại quá. Tư thiếu đã dặn dò thuộc hạ sắp xếp cho Trình tiên sinh một nơi ở khác rồi. Không cần làm phiền tư thiếu sắp xếp đâu, tính chi sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. À, vậy thì làm phiền Trình tiên sinh rồi. À, tránh đường, tránh đường, tránh đường. Tình Quyến. Mộ Dung Phong, giấy trắng mực đen trên hôn thư này anh còn nhớ không hả? Anh nhớ. Ký kết chung thân, kết thành vợ chồng, cặp sắc tình hảo, anh quên hết rồi. Tình Quyến à, em nghe nói trước đi. Tình Quyến, em phải thông cảm cho anh. Chuyện này anh thật sự có lỗi với em, nhưng mà anh yêu em. Chỉ là trước mắt, bất đắc dĩ anh phải lo cho đại cuộc. Anh đưa em sang nước Pháp cũng là vì không muốn em đau lòng như vậy.
thị thiếp Doãn thị tạm thời đưa về. Mộ Dung Phong, đây là cách anh yêu tôi đó sao? Tình Quyển à, em không thể không nói đạo lý được. Anh đối với em như thế nào trong lòng của em còn không hiểu sao? Em cho anh thêm 5 năm, 3 năm nữa, bây giờ anh liên hôn với Trình Gia cũng là kế bất đắc dĩ tạm thời thôi. Để anh ổn định cục diện, anh sẽ cho em danh phận mà em vốn nên có. Tình Quyển, anh nói rồi, anh sẽ đem cả thiên hạ này dâng tới trước mặt của em. Nhưng mà tôi không hề muốn có thiên hạ. Mộ Dung Phong, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Đối với hôn ước của chúng ta, bây giờ anh thề thốt không chịu nhận, đúng vậy không? Tình Quyển à, cho anh thêm chút thời gian đi, tới lúc đó anh nhất định sẽ cưới em về mà. Nếu đã như vậy, thì Doãn Tịnh Quyển tôi xin chúc anh cùng với Trình tiểu thư bắt đầu gia lão. Tịnh Quyển. Buông tôi ra. Đừng qua đây. Được, em cứ cầm súng bắn chết anh đi. Là anh có lỗi với em, nhưng anh không cách nào báo đáp em được. Em bóp cò đi, em bắn chết anh đi. Bắn đi, giết anh đi. Anh cút đi, tôi đã có đứa con của anh rồi. Con sao? Em đã mang thai con của anh. Mang thai đứa con của anh, con nhục của chúng ta. May lắm anh sắp được làm cha rồi, em cũng sắp được làm mẹ. Anh sắp được làm cha rồi. Không được. Tôi biết ngay mà, anh sẽ không bởi vì tôi và con mà từ bỏ gia sản xã tắc. Tình Quyển, em nghe nói đi. Anh sẽ không để cho em và con phải tủi thân. Trình Cẩn Chi chẳng qua chỉ là hư danh. Em tạm sống ở đây trước, đợi thời cơ tới, anh sẽ lập tức đón em trở về.
Mộ Dung Phong, nếu như anh muốn Kim Ốc Tàn Kiều, vậy thì hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh biết, tôi đã không phải là vợ đường đường chính chính của anh, thì đứa bé này tôi cũng không giữ nữa. Nếu như em dám đụng vào con của anh khiến em hối hận suốt một đời. Suốt một đời. Suốt một đời. Anh hứa với em, anh sẽ cõng em suốt đời. Suốt một đời. Mộ Dung Tư Thiếu, xin anh nói cho tôi biết, cái anh gọi là suốt một đời, nó được bao lâu? Tình Quyến à, Tình Quyến, Tình Quyến, Tình Quyến, em làm gì vậy? Tình Quyến, Tình Quyến à, em đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Để tôi chết đi, để tôi chết đi mà, để tôi Tình chết Quyến. Đi, buông ra, buông ra. Tình Quyến, nếu như em còn dám làm chuyện này, anh sẽ để cả nhà của em cùng chôn theo em. Người đâu? Người đâu hết rồi? Chưa thiếu. Đóng đinh cửa sổ lại hết cho tôi. Nếu như cô ấy thiếu một cọng lông, tôi sẽ hỏi tội các người. Rõ, chưa thiếu. Phu nhân, Tư Thiếu, tôi trở về rồi. Phu nhân bên đó sao rồi? Phu nhân đã đi ngủ rồi. Nhớ lấy, tin tức của phu nhân không được để cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả Tính Chi thiếu gia. Rõ. Đi đi. Tư Thiếu, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Đã mấy ngày nay anh không chợp mắt rồi. Cậu đi nghỉ đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Rõ. Mai Lâm, anh sắp được làm cha rồi. À, tên gì? Cậu tới rồi hả? Mộ Dung Phong, cậu giấu Tình Quyến đâu mất rồi? Cậu nói cái gì? Có phải là cậu quản quá nhiều rồi không? Tôi lo Tình Quyến có chuyện gì không được sao? Trình Tính Chi, tôi muốn hỏi cậu, sao cậu lại quan tâm Tình Quyến tới vậy? Cậu dựa vào đâu quan tâm Tình Quyến? Tôi cảm thấy cậu với Tình Quyến có hơi bận tâm quá mức rồi. Tình Quyến là bạn của tôi, tôi quan tâm có gì sai sao? Sự quan tâm của cậu đã vượt quá mức độ một người bạn bình thường nên làm rồi. Nếu không tôi sẽ không nghi ngờ cậu đối với Tình Quyến rốt cuộc là chứa đựng loại tình cảm gì. Là lúc nào rồi cậu còn nói với tôi những chuyện này? Mà nói cho tôi biết, thật ra cô ấy đang ở đâu? Cậu làm gì cô ấy rồi? Cậu nhớ cho rõ đi. Bất kể như thế nào, Tình Quyến cũng là vợ của tôi,
tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, không cần cậu phải bận tâm. Được, tôi không bận tâm. Nhớ những lời cậu nói, cậu sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Tôi mong cậu nói được làm được. Cẩn Chi tiểu thư đến nơi hẹn, Kiến Chương thật là vui mừng không xiết. Không biết là quà mừng của tôi tiểu thư có thích hay không. Sao anh lại tới nơi này? Lẽ nào anh không sợ Mộ Dung Phong gây bất lợi cho anh? Hứa Kiến Chương, anh đừng tưởng có Quân Dĩnh làm hậu thuẫn là không ai dám động anh. Anh cũng quá coi thường Mộ Dung Phong rồi đó. Là đại hôn của Cẩn Chi tiểu thư, tôi cho dù có mạo hiểm cả tính mạng cũng phải tới chút phúc chứ. Anh tìm tôi chắc không đơn giản chỉ là chút phúc đơn thuần đúng không? Nói đi, có chuyện gì? Cẩn Chi tiểu thư thật không khổ là hồng nhan tri kỷ của tôi. Kiến Chương thực sự là gặp gỡ quá trễ, thật là đáng tiếc. Được, tôi nói. Lần này tôi tới là chỉ muốn nhắc nhở Cẩn Chi tiểu thư cảnh giác Mộ Dung Phong mang thiên quá hải kiêu ốc tàn kiều, cuối cùng là một tiết bình quý không từ không biệt, nhị mỹ đoạt di. Ý anh là anh ấy giấu Doãn Tình Quyển đi rồi? Tôi còn chưa nói gì hết kia mà. Muốn nhị mỹ đoàn viên mang thiên quá hải còn phải qua cửa của tôi. Phu nhân, cô sẽ bị lạnh đó. Khe cửa sổ đó sẽ có gió thổi vào. Cô đứng như vậy thì buồn lắm đó. Để tôi đi mở máy hát cho cô giải sầu nha. Mau tắt nó đi, tôi không muốn nghe. Dạ phu nhân. Tiểu thiếu tới rồi. Tôi không muốn gặp. Nói anh ấy đi đi. Phu nhân, Tứ thiếu đã tới đây mấy lần rồi? Tôi đã nói với chị rồi, tôi không muốn gặp mà. Dạ phu nhân. Còn nữa, sau này cũng đừng gọi tôi là phu nhân. Tôi không có quan hệ gì với anh ấy hết. Tôi không phải phu nhân của anh ấy. Dạ phu. Tiểu thư. Hai hôm nay phu nhân ăn những gì? Tâm trạng tốt hơn chưa? Tứ thiếu, chị Lan không dám giấu cậu. Hai hôm nay tâm trạng phu nhân rất tệ, hầu như không ăn uống thứ gì hết. Vậy cô ấy có ngủ ngon không? Nửa đêm mấy lần tỉnh giấc, thấy cô ấy không ngủ gì hết, chỉ ngồi đó mà khóc thôi. Để tôi lên xem thử. Ê, Tứ thiếu. Cô ấy vẫn chưa chịu gặp tôi. Chị giúp tôi chăm sóc cho cô ấy. Tứ thiếu hãy yên tâm. Tứ thiếu đi thông thả.
Mau lên, mau lên. Cẩn thận chút. Chúc mừng nha. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Xin chúc mừng. Chúc nè, cẩn thận chút nghe chưa? Leo cao một chút nữa. Đi lên, đi lên, bên đây, bên đây. Tiểu thư, chuyện tôi kêu anh điều tra đã làm tới đâu rồi? Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng mình đó. Dạ, mời vô trong nha. Mời vô trong. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Cậu băng nhỏ. Dạ. Nào, qua đây. Cậu tới trước cửa đó để nghe thử xem chị gái đó đang nói gì. Sau khi về sẽ có tiền thưởng. Thật sao? Nào. Đi. Được. Tiểu thư, chúng tôi đã phái rất là nhiều người đi tìm tung tích của Doãn Tình Quyển, nhưng mà chắc là phải cần một thời gian. Bởi vì sợ đánh răng động cỏ, cũng sợ kinh động tứ thiếu. Bất luận ra sao cũng phải tìm cho ra cô ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ, tôi hiểu rồi. Sao rồi hả? Đã nghe được những gì? Chị gái đó nói cái gì? Bất luận ra sao cũng phải tìm ra cô ta. À đúng rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiền đâu? Ờ. Nè. Cảm ơn anh. Cần chi? Tiểu thư. Anh. Sao anh lại quay về rồi? Không phải anh sang Pháp là công chuyện à? Ngày đại hỷ của em gái mình, anh đương nhiên phải quay về chút phút rồi. Thật sao? Sao em lại thấy không giống? Có điều anh quay về cũng là để nhắc nhở em. Yên tâm mà làm tân nương tử đi, đừng có những suy nghĩ lệch lạc nữa. Anh nói như vậy là có ý gì? Em biết anh muốn nói gì mà. Còn ngớ ngẩn làm gì? Đi thôi. Đi.